Tôi ấy, tên là Hùng, tôi là bộ đội nghỉ hưu năm nay cũng là năm thứ sáu. Thì mấy năm gần đây ấy, thì tôi thấy là trong cơ thể mình rất mệt mỏi, và đặc biệt là cái đầu nhiều lúc là nó cứ đau, và nó có những cái là nó xáo trộn, ngủ thì không ngon. Tay trái thì nhiều lúc là nó tê bì, sau đó lại xuống đến chân trái, xong đó thì một thời gian nữa thì nó nặng thêm, thì nó cả cái nửa người bên trái của tôi ấy là nó bị như là yếu hơn. Tôi thấy tình huyết thế này tôi cũng rất là lo. Ông vợ con tôi thì cũng động viên tôi ấy là đi kiểm tra lại sức khỏe. Thì tôi quyết định là tôi sang bệnh viện 354 ấy là tôi kiểm tra sức khỏe và chụp cộng hưởng từ. Thì sang đấy chụp cộng hưởng từ ấy xong ấy, thì bác sĩ cũng kết luận luôn là bác là bị là cái bệnh hiện nay là tắc mạch máu não. Đây là cái triệu chứng đột quỵ nhẹ do là mỡ máu là biến chứng. Thế thì tôi cũng rất là bàng hoàng, và lúc đó ấy, là bác sĩ là cũng đã là kê thuốc và hướng dẫn cho tôi để về tôi điều trị. Ngẫm lại cách đây 3-4 năm ấy thì tôi đi khám định kỳ ấy, thì bác sĩ cũng đã cảnh báo tôi ấy, là cái mỡ máu của tôi ấy là rất là cao, là gọi 8 chấm hoặc là trên 8 chấm. Nhưng thực chất ra là tôi cũng rất là chủ quan vấn đề này, mà mình cũng nghĩ rằng là máu nhiễm mỡ thì có vấn đề gì, nên là khi ấy, về sử dụng thuốc ấy, là mình uống ấy, mình điều trị để không đến nơi đến chốn, bỏ qua đi và cũng rất thế. Nhưng lúc mà mình uống thì được 5-6 bữa ấy, đến một thời gian hơn tuần 2 tuần ấy, thì người tôi thì người rất mệt, bởi vì là tôi lại bị cái phản ứng phụ của cái thuốc Tây, nên là khi mình uống vào nó lại sinh ra cái bệnh là đau thận này, rồi thì đau dạ dày này, nên là tôi cũng không muốn dùng nữa. Và quan điểm của tôi đấy là tôi dùng cái thuốc nam để tôi chữa trị để cho nó cho nó tốt và cho nó hợp với lại cái căn bệnh của mình. Thì tôi cũng lại đi tìm các cái phương thuốc như là thuốc nam này, thuốc lá này, mình uống cho nó mát để cho mình giảm cho cái máu nhiễm mỡ của mình xuống. Nhưng thực ra ấy thì cũng không giảm bao nhiêu cả, cứ thuốc hết thuốc Tây ấy và cái thuốc kia thì nó vẫn cứ bị đau. Thế thì rất là may cho tôi đấy, thì năm ngoái đấy thì con tôi nó đi công tác bên Nhật. Thế thì nó công tác xong ấy thì là con nó nghiên cứu và nó ra nó mua cái sản phẩm Sazafai ấy. Cái sản phẩm này ấy thì nó về đấy, nó nói bố là bố ơi, sản phẩm Sazafai này rất là tốt để chữa cái bệnh là máu nhiễm mỡ. Và cái sản phẩm này ở bên Nhật ấy bán hiện nay là chạy nhất ở Nhật. Thì phải nói rằng ấy, tôi uống một tháng đầu ấy thì tôi thấy rằng là cái máu nhiễm mỡ của tôi ấy, tôi đi đo ấy, thì nó đã giảm xuống được hơn 1 chấm. Tôi cũng đã phấn khởi, và những cái như là tê bì tay này, những cái dấu hiệu trước đây thì nó giảm, nó có những cái là nó giảm so với trước. Thì vợ này, con này thì cũng rất là động viên tôi ấy, thôi ông cố gắng chịu khó uống. Thế thì tôi uống sang đến tháng thứ hai thì tôi thấy rằng là các cái triệu chứng này, tay cái tê bì của tôi hiện nay là mất này, mất đi, chân hiện nay là cũng là hết tê bì, đi lại nó thấy nhanh nhẹn, và đặc biệt ấy, cái nửa người bên trái của tôi ấy, nó hầu như là khôi phục lại được cái hoàn toàn. Thì tôi thấy rằng là rất là tốt. Và hôm nay ấy, thì tôi cũng chia sẻ với này mọi người, ai mà mắc cái bệnh là máu nhiễm mỡ thì nên dùng cái sản phẩm Sazafai ấy, là uống vào ấy là hỗ trợ cho con người ta rất là tốt. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính, thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.